2022. Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Rất vui được gặp các bạn trong buổi giao xe. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ tối rồi, Duy đang chuẩn bị hành lý để mà giao chiếc xe Mercedes-Benz E200 về tỉnh Bạc Liêu. Thì dự kiến sáng ngày hôm sau khoảng 8 giờ sáng hoặc là 9 giờ sáng, Duy sẽ có mặt tại Bạc Liêu để giao chiếc xe Mercedes-Benz E200 này cho anh Lộc. Thì không cần nói nhiều nữa, bây giờ Duy sẽ chuẩn bị hành lý để lên đường ngay thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở Bạc Liêu nha. Xin chào các bạn. Đi Việt ơi. Nãy giờ anh Sĩ chắc lên xe lâu phải không? Lâu anh, nhất qua 6-7 giờ. Đây là chiếc xe E200 của Lộc nè các bạn. Ngủ anh Sĩ. Ngủ hả? 5 tỷ này chứ đâu ngủ. Chị Việt có ngủ không? Hả? Chị Việt ngủ không? Sao vậy? Chiều giờ có ngủ không? À đúng. Không ngủ nữa. Không ngủ trước để mà chạy xe buổi tối à? Chiều giờ cũng chịu khó. Khó lai rai nha. Ok thôi anh em đi thôi. Nhiêu tiền anh? Nhiêu tiền anh? 15 ngàn. 15 ngàn anh Sĩ ơi. Ok, bây giờ là 2 giờ sáng rồi thì anh Sĩ đói bụng quá cho nên là ghé mua bánh mì ấp la để ăn. Thì còn khoảng 127 cây số nữa thì mình sẽ đến nhà của anh Lộc để mà giao xe. Ok, bây giờ mình bắt đầu là lên đường thôi. Phí này bạc liêu anh đấy. Khỏe chưa anh Sĩ? Ok rồi. Ai tháng 4 50. Sáng các bạn, thì hai anh em vừa bắt đầu khởi hành đã và vừa mới qua cái địa phận tỉnh Bạc Liêu. Thì tối ngày hôm qua khi mà đến thành phố Sóc Trăng thì anh Sĩ cũng khá là mệt rồi, cho nên là anh Sĩ quyết định dừng lại một cái cây xăng ở trên đường quốc lộ 1A ngay địa phận Sóc Trăng luôn các bạn. Thì hai anh em ngủ
tới mãi sáng tới gần 7 giờ anh em mới dậy và coi như bắt đầu đi tiếp. Đó, thì dự kiến chắc cũng phải tầm còn 60 cây số nữa sẽ đến nhà của anh Lộc rồi. Đó, tại vì nhà Lộc cách ngay cái địa phận của tỉnh Bạc Liêu khoảng 60 cây. Ok, bây giờ hai anh em đi tiếp, hẹn gặp lại các bạn nha. Xuống địa phận tỉnh Bạc Liêu các bạn, thì đường xá đây khá là đẹp, khá là láng luôn. Quốc lộ đi khá là em. Cái đoạn đường này là nó mới làm đúng không sĩ? Không, này đẹp chỗ này chỗ nào đâu rồi. Vậy hả? Thì đây là lần đầu tiên mà Di giao xe về tỉnh Bạc Liêu. Thì trước đây á, thì Di đã từng giao ở Sóc Trăng rồi, Cà Mau rồi luôn, nhưng mà Bạc Liêu đây là cái lần đầu tiên Di giao luôn. Anh sĩ thì không biết là anh sĩ có thường giao xe Mercedes-Benz về cho tỉnh Bạc Liêu không anh sĩ? Giao về thành phố Bạc Liêu thì cũng nhiều. À, nói chung là cũng thành phố Bạc Liêu cũng nhiều. Thì sau Kiên Giang, sau Thạch Giá Kiên Giang cũng đi hoài. Ở đây thì thu nhập ở đây chắc cũng khá là cao ha. Không biết là anh sĩ biết công cửa Bạc Liêu không anh sĩ? Nghe nói thôi. Nghe công cửa Bạc Liêu là thấy hoành tráng rồi ha. Cho nên là thành phố Bạc Liêu là một cái thành phố coi như là tiềm năng của Mercedes lắm các bạn. Thì đứng chỉ sau là Kiên Giang thôi, ở khu vực miền Tây. Cho anh sườn đi. Ở đây chắc cơm sườn này nổi tiếng không chị? Cơm sườn này nổi tiếng không? Nổi tiếng á, đây ngon lắm. Đặc biệt quá ha. Miếng to vậy luôn hả? Tô vô cắt rồi. À, cắt ra nhỏ hả? Một phần là một miếng này hả sao anh? Cắt ra dừa dĩa, cắt không không không. Ở đây bán cá ở Sài Gòn. Sài Gòn người ta bán sườn cốt lết. Còn cái này là kêu sườn gì anh? Này thịt đùi, cốt lết, rồi đủ thứ hết trơn. Ủa vậy hả? Thì mình muốn ăn cái nào mình lấy cái đó hay sao? Đâu mình vô mình cắt lộn xộn rồi rắp lên vậy đó. À, nhìn đặc biệt quá. Ở đây quán cơm này chắc mình lâu không anh? Mấy chục năm rồi. Wow, 40 năm rồi. Nổi tiếng chắc là nổi tiếng cái ở cái bà ngồi đó. Cái bà ngồi bởi lúc còn trẻ tới giờ đó. Giờ sáu mấy tuổi rồi đó. Dạ. Tháng rồi năm mấy tuổi. Tôi đang ngồi ở trong hả? Ừ. Dạ. Quán cơm giờ, quán cơm mình là quán cơm Mỹ Duyên phải không? Mỹ Duyên ở Bạc Liêu. Ở Sài Gòn này con chưa thấy bán cái dạng sườn giống vậy. Ừ. Chỉ có bán sườn cốt lết thôi, hoặc là sườn cộng thôi. Đi rồi thấy mấy cái chỗ lạ lạ rồi chơi với dạ. Chỗ quậy sao biết. Đúng rồi. Thấy đi ngang mà thấy chỗ này nó rộng rãi thoải mái quá nè, cho nên là ghé đầu xe. Ừ. Chưa có biết. Hồi đó có qua ăn với có quán rồi với cụ số 2 với không? Cách đây cây số à, có cái cầu á. Cái đây mình cây số có cái cầu dưới này nè. Hồi xưa là quán cũ mình đó. À, đúng rồi, nằm dưới đó. Là mình về ở đây bao lâu rồi ạ? Giờ cỡ 7-8 năm rồi. Nó làm cầu là giờ lên luôn á. À. Ừ. Cô ha cô, dạ con chào cô. Con ở Sài Gòn. Dạ. Con bán xe Mercedes-Benz đó. Dạ. Đó, bữa nay con xuống đây con giao xe. Dạ. Sẵn ghé ở đây ăn cơm. Dạ, cảm ơn con em. Dạ. Con nghe nói là quán cơm của mình ở đây là 40 năm rồi hả con? À, 40-50 năm rồi. Dạ, đúng rồi, 40 năm rồi. 40 năm rồi. Tại bán ở đó với dốc đầu cầu á, rồi mấy dạ. Con mới lên đây. Con thấy đi ngang thấy đặc biệt quá. Ghé nè. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ.
Con thì lần đầu tiên xuống đây luôn. Dạ. Tại vì lần đầu tiên bán xe ở dưới đây. Dạ. Cho nên là con giao xe nè. Đó, bán ở đâu vậy? Con bán cho vật liệu xây dựng Hữu Lộc á, không biết cô biết không? Biết. Biết luôn hả? Biết. Hữu Lộc lớn lắm ha. Là có sản xuất tôm giống nữa thì phải. Về cơ sở vật liệu xây dựng. Cũng như trên tuyến đường con đi về đây tới Cà Mau nhiều xí nghiệp lắm, nhiều xí nghiệp và nhiều cái vật liệu xây dựng lắm, nhưng mà anh Hữu Lộc anh bán cũng lâu năm. Dạ, dạ, con thấy anh Lộc dễ thương lắm, uy tín lắm. Dạ, thì cái đó là chuyện làm ăn thì cô không biết, nhưng mà cái đó là thấy anh cũng bán lâu năm tại cái thương hiệu của người ta. Dạ. Cô cũng nghe qua đó. Thì con nghĩ chắc là để mà có một cái thương hiệu mà tốt, một cái thương hiệu mà nhiều người tin tưởng đó, thì chắc chắn thì... Tại vì cô thấy trên tuyến đường á, dạ, ta cũng công ty ta cũng mở nhiều lắm. Anh cảm ơn con nha. Dạ cô, thôi con qua con ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn cô nha. Ngon anh sĩ? Ừ. Ồ, dĩa cơm nè. Ăn thôi. Ngon không? Ăn được á. Ồ, cơm ở đây thì nó sẽ có là một cái trứng gà hả? Một trứng gà luộc. Sườn. Thịt nướng. Có một cái tô canh súp. Ăn thử nha. Ok, thôi bây giờ mình ăn đây. Cách lắm. Ở đây thì... ở đây thì cơm sườn của nó là khá là đặc biệt các bạn nha. Sườn nướng ở đây nó sẽ rất là khác so với sườn nướng ở Sài Gòn. Thì để bây giờ Di ăn thử Di cảm nhận coi nó sẽ khác như thế nào nha. Rồi, hộp kia ông chở đi ăn biển không? Đó. Sườn ở đây thì cắt nhỏ ra như thế này nè các bạn, chứ không có để nguyên miếng giống như ở Sài Gòn đâu. Đó thì sườn có là mỡ nè, có thịt luôn. Để anh thử cái nha. Sao cảm giác thế nào Duy? Sườn nướng rất là thơm, nhưng mà nó sẽ không có giống ở Sài Gòn mình. Ở Sài Gòn mình sẽ để rất là nhiều gia vị. Anh này anh cảm giác là hơi ngán, nhưng mà sườn ở đây thì giống như là rất ít gia vị hơn, giống như là cái mùi thơm của thịt nướng tự nhiên á. Để ăn thêm miếng nữa. Và đặc biệt cơm đây nó có một cái trứng. Một cái trứng. Để Duy ăn thử coi trứng này là trứng gì. Cái trứng này nếu mà giống như trứng ở trong cái thịt kho hộp vịt á. Giống trong thịt kho hộp vịt đó anh chị. Đúng rồi, cái này là trứng kho đó. Trứng kho, trứng này sau khi mà luộc xong rồi để vô cái nồi thịt kho á, kho lại nè, chứ không phải là trứng trắng đâu. Rất là đặc biệt, rất là ngon. Cô nói là quán cơm này là 40 năm rồi. 40 năm. Cô nói 40 năm. Cái này ăn thì thế nó cũng được, nhưng mà thịt nướng mà lại thêm một quả trứng kho cũng hay ha. Đặc biệt cá nữa nè. Chả nữa. Có chả. Cơm sườn mà có chả nữa. Cơm sườn chả này là chả cá nhé, không phải là chả giống như ở trong Sài Gòn nữa. Có chả, chả cá. Để về thử cái chả cá nha. Chả cá rất ngon anh chị. Rất là ngon các bạn. Chắc để gọi thêm miếng sườn thêm. Gọi sườn miếng em có. Cái này là cái đã hết rồi. Gọi miếng sườn á mà có cái da như thế nào? Gọi miếng sườn nhưng mà có cái da nè. Gọi da. Để thử cái canh này như thế nào. Này canh súp. Ở Sài Gòn mình ăn cơm hầu như không canh súp phải gọi thêm, nhưng mà ở đây là có sẵn canh súp. Canh súp rất là ngon, rất là đặc biệt luôn á. Rất là nhiều tiêu và có ớt. Mình ăn cảm giác là nó sẽ thơm.
thơm từ tiêu rất là nhiều và có vị the 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 cay cay. Mấy đứa nhỏ chắc ăn cái này không được. Rất là lạ, rất là ngon. Cái chanh đặc biệt rất là thơm, tại vì để tiêu rất là nhiều á. Ok, thôi bây giờ mình ăn rồi nha. Xuống xe anh chị ơi, anh Lộc chút xíu là Lộc mới về, mình xuống xe mình đợi đấy. Dạ anh Lộc con nói rồi, anh Lộc rồi à, anh Lộc nói xíu nữa xong rồi. Dạ dạ, xe này là 2.130.000. Em bấm cho anh chị. Bấm cho anh. Em bấm cho anh chị nào. Đi họp hội đồng nhân dân hả? Ừ. Anh làm bên ấy luôn hả? Hội đồng hả? Bên vừa xã vừa huyện. Ờ. Thầy nha, nói thầy nha. Xin vô chồng vô vô làm rồi. Có nghĩa là nữa là chị nhà đi, là không có chạy nước không. Em đi khuya. Trời ơi, ngủ hanh giấc rồi đó, mới là tới đây nè. Anh sĩ uống cà phê đi anh sĩ.
cái nó sẽ báo trên tấm lô, kể cả thiếu nước làm mát nhớt nó như thế nào hay là nó đều báo hết, tới cây số bảo dưỡng nó cũng báo cho anh. Vì dầu hay nước làm mát nha. Dạ cái đó nước làm mát. Nước làm mát mà. Bình phụ ha. Rồi dầu ở đây mà không cần phải thăm đâu, tại vì tất cả mọi thứ nó đều báo trên đây cho anh lọc hết nha. Kể cả khi nào anh lọc thay nhớt, khi nào mà anh lọc bị cán đinh nó cũng sẽ báo cho anh lọc, hoặc là nước làm mát bị thiếu nó cũng sẽ báo, bất kỳ cái gì nó cũng sẽ báo. Bồi mà. Anh có đi không? Cô đi không? Chị đi không chị? Cô còn trước đi. Thôi ngồi sao thôi. Còn trước đi, còn trước đi với Lộc đi. Em ngồi trước đi hướng dẫn anh cho cô ngồi sau đi. Yeah, anh hỏi khỏe. Xe này đi được 5 người mà đúng không? 5 người. Anh Lộc có chiếc motor anh Lộc. Ừ. Chỉ đây 54.000 đấy. Xe tải mình đầu đấy ok anh nhỉ? Ờ không sao, ở đây thì ok. Xe đó là xe giống như là Win-Win á, xe đi đường trường. Win-Win. Win-Win. Xe đó anh Lộc đi phượt rồi đó. Ừ. Một năm năm mới đi 5.000. Đây hả? Ở đây mà đâu đi đâu đâu. Có dẫn đò. Mới đây 5 năm rồi đó hả? 5 năm, năm mấy rồi đó mà. Mình ngồi trước mình phải chạy meo. Đi chơi lượt ngắm sao thôi. Con ngồi trước đeo kiến chú niệm không em? Ba lô cô. Kiến chú hậu nè. Kiến chú hậu là anh chỉnh nè. Có camera à, đây phải không? Chỉnh ở ngoài vừa tròn bên trái bên phải. Dạ có chắc con. Thì vô số là tự động nó trả xuống tay anh đó ha. Dạ đúng rồi. Lơ đây là toàn gặp xe hủ lộc không à. Nhà anh Lộc đó hả? Cổ điển quá ha. Xe phong cách cổ điển không? Ừ. Đẹp quá. Không đúng hàng mà. Cái này anh Lộc thuê kiến trúc vẽ hả anh Lộc? Anh chọn trên mạng thì anh kêu vẽ. Dạ. Trên mạng vậy nhiều lắm, cái gì cũng có mà. Mình đang xây nhà này. Là anh đâu có tốn tiền mà vẽ hả? Cũng có tốn, vẽ cho đủ pháp lý á. Muốn mình vẽ theo kiểu mình vậy nè. Nhưng mà thiết kế kìa. Thiết kế anh thiết kế. Hay nha. Đi ngang là em thấy là, ồ, cái nhà này quá đẹp nha. Kiểu cổ điển á, phong cách cổ điển. Cái này thí dụ sau này muốn tăng số là ở đây đấy ha. Cái đó là anh đi số tay. Số tay thì ít khi sử dụng, nhưng mà anh thích sử dụng thì anh bấm vô dấu trừ để nó cho giảm, cho nó chuyển qua số từ số sàn, và lúc đó là mình cộng trừ là lên số và giảm số. Thì cái đó anh chỉ sử dụng trên những cái đường đua thôi, hoặc là trải nghiệm một cái đoạn đường nào đó nhất định thôi. Chứ nếu mà anh chạy đường trường như thế này mà anh chạy liên tục á thì nó sẽ tự động chuyển qua số tự động á. Nó không cho mình chạy liên tục số sàn. Tại vì mình nhất thời một khúc nào đó. Nhất thời thôi. Các cái đại đi lên đi. Đây được cái ha. Này công ty nhà nè. Hả? Công ty đâu? Anh. Ồ vậy hả? Công ty của con. Công ty quá bự như vậy. Còn bên sau một cái nữa. Còn mấy cái chỗ này là gì hả con? Cái quán. Mấy cái quán hả? Cái canteen cho nhân viên. Canteen nhân viên mà đẹp vậy hả? Nhà đầu tư luôn. Ở chỗ đó là sao nước nó bị đó ấy à? Không, mình phải nước gì vô rửa xe phải thu sản xuất tôm giống. Đó vậy hả? Bên anh làm tôm giống. Chạy vô rửa bánh xe. Không, chạy vô sợ đụng lường á, có cái gờ đó nó cũng meo. Vậy hả? Chạy vô đó rửa xe á hả? Không phải, rửa xe là mình tiệt trùng dàn bánh xe đó. À. Được phun rửa như khu vô khu sản xuất kia em. Vậy là cái nước này là nước ấy ha? Nước có quá chất. Để tiệt trùng hả? À đúng rồi. Wow. Nhà mấy anh em không đó. Mấy người đó xài trong ghi đó. Người ta thấy này mới móc được qua. Còn
hai anh em xài mẹt ở Bạc Liêu, đang ở Bạc Liêu. Hình như là có một bên anh có ai đi một chiếc C300 đúng không? Có, C300 là em nói chỗ Lê Khánh ở trên mẫu 2010, 2000 lẻ đâu có, nó mua đâu 2016-2017 lần. Còn một đứa em nữa nó xài dòng cũ mà nó đổi là đổi 250 rồi. Thằng em thì nó xài một chiếc, em dễ một chiếc, em ruột một chiếc. Thằng C300, thằng C250. Giống như nhà anh quá. Ở đây thì hôm nay có mẹ có anh Dũng Duyên ở dưới cái nào mới lấy chiếc 250 khoảng 2-3 tháng này. Chuẩn bị về đây có một chiếc mẹt nữa nè. Bên em mới chuẩn bị đăng ký xe đó, chuẩn bị giao. Mình đi hết 331 cây. Không. Cái đó cái 311 cây đó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu, trong bình xăng này còn đi được 351 cây. Nãy giờ lộn hoài luôn, đầu óc biết quên. Cứ lấy này nhắn cho kia hoài, lấy kia nhắn cho này mà cứ lấy này nhắn kia hoài. Quên hả? Rồi, cái này nè em coi giùm anh đi. Anh muốn xài CarPlay này á thì anh phải bật cái tính năng Siri trên cái điện thoại. Siri á. Em đã bật Siri lên rồi. Thì xài Siri là phải có mạng ha. Xài Siri thì phải có mạng, có phải mạng có 3G hoặc là có wifi thì anh mới xài Siri được, hoặc là mới xài được CarPlay đó. Thì anh em cắm vô lần đầu thì nó sẽ hỏi là tự động nha, tự động. Rồi anh bấm vô giùm em là chấp nhận khởi chạy đó. Thì cái này là cái mà anh qua em đã nói với anh đó, là mình update thêm á. Còn cái thằng C300, thằng E300 thì nó sẽ có cái ngoài đây. Anh có biết đâu, cái mà chuyện vậy chứ. Còn E200 thì mình phải tính khi nào chuyện. Sao thì cứ nói mình cũng phải xài dây hả? Dạ, tất cả phải xài dây. Hoặc là anh có thể là nghe nhạc trên đây được luôn. Đó, nếu mà anh tải nhạc vô anh có thể nghe nhạc luôn nè anh Lộc. Nhạc mình thì chưa có. Hoặc là anh nghe nhạc ở trên USB nó cũng sẽ chuyển qua. Cái xe đây chuyển từ còn bấm giùm em là cài đặt xe. Dạ. Đèn trang trí nội thất. Anh sẽ đưa em rời phố. Đó, đặc biệt nội thất anh Lộc có thể chỉnh được màu sắc này nọ trên đây. Đó. Vùng chỉnh độ sáng, anh chỉnh bộ sáng của mỗi vùng riêng biệt khác nhau được luôn, phía trước phía sau riêng biệt độ sáng. Khi nhiều khi anh Lộc thích ở phía trước sáng nhưng mà ở phía sau thích tối hay gì đó, hay là nhiều khi anh Lộc cũng thích phía trước tối phía sau sáng thì anh Lộc phải chỉnh riêng được từng vùng đó. Còn nếu tắt thì nó sẽ chung vùng giống nhau hết. Thì em chỉnh giờ lại cho anh Lộc nè. Giờ 10:13 10:13. Okay, đặt đồng hồ 10:13 anh Lộc. 14 rồi nè. Rồi để em sẽ chỉnh giờ chạy anh á. Bên rồi chưa?
cài đặt rồi, chừng nào có hãng nó về để cài đặt rồi cho mình. Cái thằng bán mà nó còn không chỉ cho anh được nhiều nữa, không biết luôn hả? Nó không biết nhiều cái ghe mà nó không biết chỉ anh tới sau này mò nó không về. Cái ghe là ngay nước đề luôn nè. À, bấm cái này rồi mình bấm đề nó mới ghe. Bởi vì anh tìm hoài tìm không ra, thấy mấy thằng nước ngoài nó ghe ào 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 mình đi dắt nó chết. Cái này mà dắt chắc chết. Ngồi chơi em, ngồi chơi, cà phê. Quay ra trước nè, sẽ đi quay sao vậy? Đi lên ngồi đi. Lên mà lên ngồi xa đây. Bảo xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình cùng đi phượt nha. Ngồi em quá, thế ngồi em quá. Mà cái này phải bự, con chạy mới được chứ em chạy không được rồi. Được mà. Cái ghế nó ngồi im lắm. Cái ghế nó còn mềm, dễ sợ. Đi qua ở đâu gió to thấy còn xe chảy còn người ấy thổi người bay. Xe đó nó lùi luôn nghe. Kêu kêu nước uống à. Cái gì con? Cha giỏi quá ta, kêu cha luôn. Có cái chân gió được ngon lành không? Nè, xe mới đâu, xe mới đâu. Xe mới đâu. Dạ, xe mới đâu. Mình đã chở đi chơi nha. Chị nào đăng ký biển số, anh chưa có biển số nha. Đẹp quá. Chưa biển số không có lại điều được. Chị nào có biển số chở đi chơi nha. Ok. Về tới Sài Gòn cũng khoảng 7-8 giờ các bạn. Thì khi mà đến giao xe cho anh Lộc á, thì anh Lộc có dắt hai anh em đi ăn cơm trưa. Xong rồi, cho nên là tới giờ này mới Lộc về nè. Thì anh Lộc thì ở dưới Bạc Liêu á, anh Lộc kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng mà cái ngành nghề mà từ trước tới giờ của gia đình của anh Lộc á, là sản xuất tôm giống, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Thì cơ sở mà sản xuất tôm giống của anh Lộc có thể nói là một trong những cái cơ sở sản xuất tôm giống mà lớn nhất ở cái khu vực tỉnh Bạc Liêu này cũng như là khu vực miền Tây luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Thì mình không có thời gian để mà vào tham quan cái trại sản xuất tôm giống của anh Lộc, nhưng mà khi mà đi ngang cái công ty của anh Lộc đó, thì mình thấy rất là lớn, rất là to luôn. Nếu mà đi một ngày, đi bộ một ngày chắc thật sự không hết luôn các bạn. À, thì thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây. Thì nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.